Đây là một chiếc quạt trong gia đình. Thì các bạn thấy đối với chiếc quạt thông thường trong gia đình thì nó sẽ có 3 cấp độ gió tương ứng với số 1, số 2, số 3. Tuy nhiên với 3 cái cấp độ gió mà thông thường như thế này thì cái lưu lượng gió nó vẫn còn khá mạnh, nhất là trong cái thời điểm mà miền Bắc đang chuyển mùa như này, đang chuyển từ mùa xuân sang mùa hạ. Nếu mà chúng ta không bật quạt thì nóng, còn nếu mà chúng ta bật quạt thì lại lạnh quá, rất dễ ốm, nhất là người già và trẻ con. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chế một chiếc quạt thông thường như này thành một chiếc quạt 6 cấp độ gió các bạn nha, 6 cấp độ gió, và các bạn chỉ mất khoảng 10 tới 20 nghìn thôi và các bạn sẽ được một chiếc quạt 6 cấp độ gió với cái lưu lượng gió rất phù hợp trong những cái thời điểm mà chuyển ra mùa như này. Đồng thời các bạn cũng có thể là dùng lưu lượng tối đa khi mà mùa hè. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Rồi, sau khi mà các bạn tháo nó ra rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình mấy cái linh kiện sau. Đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một con tụ điện này. Tụ điện thì các bạn chọn cái loại 2 microfarad là được rồi, bởi vì các cái quạt thông thường dân dụng thì chúng ta dùng cái tụ này là ok rồi. Và điện áp chịu đựng cố gắng chọn nó cao cao một chút, ví dụ như cái này là 400V này. Thứ hai, các bạn sẽ chọn cho mình một cái công tắc. Đây, công tắc này thì cố gắng chọn cái loại khoảng 6A là được rồi. 6A cũng không cần lớn quá nhưng đừng có nhỏ quá. Và công tắc này nó là công tắc hai trạng thái các bạn nhá. Đấy, nó chỉ bật tắt như này thôi. Nhưng ở đằng sau nó phải là cái công tắc nó có 3 chân và không có đèn các bạn nhá. Và với cái công tắc này thì giả sử như nó đang ở vị trí Y này thì cái chân giữa nó sẽ được nối với cái chân bên tay trái, còn chuyển sang vị trí O thì chân giữa nó sẽ được nối sang bên tay phải. Đấy, nó chỉ có hai vị trí vậy thôi nhưng mà là 3 chân. Các bạn không nên mua cái loại mà có đèn nhá. Đây, ví dụ cái loại đỏ đỏ này là cái loại có đèn này, nó 3 chân đấy nhưng mà 1 chân nó dùng cho đèn rồi nên là mình không mua cái loại này. Hoặc các bạn cũng có thể là mua cái loại 3 trạng thái này, cái này là 2 trạng thái này, còn cái này là 3 trạng thái này, nó có trạng thái giữa là trạng thái mà chân giữa nó không nối với cái nào đấy, còn bên tay phải này, bên tay trái này. Nhưng mà theo mình không nên mua cái này, các bạn mua cái loại 2 trạng thái 3 chân như này ok. Và một cái linh kiện nữa đó là các bạn mua cho mình một con điện trở. Thì cái điện trở này các bạn có thể là dùng cái loại từ 400 kilo ohm cho tới 1 mega ohm là ok. Và ba cái loại linh kiện này thì giá dao động nó khoảng 10 đến 20 nghìn thôi. Nếu các bạn mua cái loại tụ xịn này, tụ xịn sò thì nó cũng chỉ trên dưới 20 nghìn thôi, tức là nó chỉ mấy chục nghìn thôi, nó khá rẻ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu này. Các bạn để ý đối với cái quạt thông thường trong gia đình thì chủ yếu dùng công tắc cơ như thế này. Thì nó sẽ gồm có 3 số các bạn nhé, số 1, số 2, số 3. Và một cái số, đây là cái số để đảo gió thôi. Như vậy là tương ứng 3 số thì nó sẽ có 3 cái dây như này. Và trong đấy nó sẽ có một cái dây gọi là cái dây chung, là dây cấp nguồn vào 3 số này. Và chúng ta dùng công tắc cơ này, chúng ta sẽ bấm vào số nào thì điện nó sẽ truyền từ cái dây chung này, đây cái dây chung này, vào cái số đấy. Ví dụ bấm số 1 thì dây chung nó vào số 1, bấm số 2 dây chung vào số 2, và tương tự như vậy, cũng như là tương như cái đảo gió cũng vậy. Và chúng ta sẽ quan tâm tới cái dây chung này các bạn nhé. Đấy, dây chung này, và bây giờ mình sẽ trích cái dây chung này ra để chúng ta sẽ đấu. Còn đối với cái quạt mà nó điều khiển bằng mạch điện tử, tức là không dùng cái công tắc cơ này, thì chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đấu sau. Để đỡ mất thời gian của các bạn thì mình đã hàn sẵn vào đây rồi. Và bây giờ mình sẽ phân tích lại cho các bạn để hình dung cách đấu này. Thì các bạn chỉ cần quan tâm tới cái công tắc cơ này thôi. Chúng ta không cần quan tâm tới cái dây dợ nó đấu linh tinh ở các chỗ khác tùy từng quạt. Nhưng mà nếu người ta dùng công tắc cơ thì nó đều chung với nhau. Đó là như nãy mình đã nói, đó là nó sẽ có một cái dây chung. Thì các bạn sẽ ngắt cái dây chung ở cái công tắc cơ này ra. Sau đó các bạn đấu cái dây chung đấy vào một chân, chân ngoài cùng của cái công tắc hai trạng thái, đây công tắc hai trạng thái và nó có 3 chân này này, thì các bạn đấu vào cái chân ngoài cùng này, đây chính là cái dây chung mà lúc trước đấu vào cái công tắc cơ này, mình ngắt nó ra đây. Sau đó là mình sẽ đấu cái dây chung này vào cái chân bên tay trái, đấy các bạn nhìn thấy bên tay trái màn hình này. Đồng thời sẽ lấy một cái chân của tụ 2 microfa cũng đấu chung với cái chân ở bên tay trái, cái dây còn lại của tụ sẽ đấu vào cái chân bên tay phải của cái công tắc các bạn nhé. Và chân bên phải và bên trái của cái công tắc đấy mình sẽ đấu một cái điện trở. Như lúc nãy mình nói ở đây là mình đang dùng con điện trở là 470 kilo ohm. Mình sẽ đấu điện trở vào chân bên tay trái và bên tay phải. Tức là đấu điện trở này sẽ song song với con tụ này. Cái mục đích của cái con điện trở này là gì? Mục đích của con điện trở này chỉ có tác dụng là để xả điện áp của tụ để tránh giật khi mà chúng ta cầm cái dây phích cắm này. Còn chân ở giữa này, chân giữa của công tắc này sẽ được nối vào, đây các bạn nhìn thấy cái chân giữa này, nó sẽ được nối vào cái dây chung
của cái công tắc cơ các bạn nhé. Thì đấy là cái cách đấu. Thì cái mục đích đấu mạch này nó có tác dụng như sau. Nếu như mà các bạn nhấn vào cái công tắc hai trạng thái về số 0 này thì cái điện áp nó cấp ra cái động cơ của quạt nó sẽ thông qua con tụ này các bạn nhé. Nó sẽ phải nối tiếp thông qua con tụ này. Và khi mà nối tiếp qua con tụ này thì lập tức là nó sẽ hạ áp cho các cái số của cái động cơ quạt, dẫn đến là quạt nó sẽ chạy chậm hơn. Còn khi mà các bạn chuyển cái công tắc hai trạng thái sang cái chữ Y này thì lúc này điện áp 220 nó không qua con tụ này nữa mà nó đi thẳng vào các cái số của động cơ và động cơ chạy với cái tốc độ như bình thường, như nhà sản xuất đã sản xuất. Như vậy là chúng ta đã biến một cái quạt thông thường có 3 số thành một cái quạt có 6 số với 6 cấp độ gió các bạn nhé. Còn cái quạt mà nó dùng điều khiển từ xa, có nghĩa là nó dùng mạch điện để nó chuyển số chứ nó không dùng công tắc cơ, thì các bạn sẽ để ý như sau. Các bạn để ý là hầu hết các cái quạt thì động cơ của nó đều có số 1, số 2, số 3 đúng không ạ? Và nó có một dây gọi là cái dây com, là dây chung. Đấy, cái dây này là dây chung này. Thì các bạn sẽ ngắt cái dây chung mà nối vào cái dây của cái động cơ các bạn nhé. Đấy, cái dây com của động cơ ấy. Còn cái com này nó còn có thể lên tụ điện rồi lên cả cái đảo gió nữa. Thì chúng ta không ngắt cái đường này mà chúng ta sẽ tìm tới cái dây mà nó nối vào trong cái động cơ. Thì ngắt cái dây này ra. Còn số 1, số 2, số 3 chúng ta vẫn giữ nguyên, chúng ta sẽ không đổi. Và ngắt cái này ra thì các bạn sẽ nối cũng giống như cái việc mà các bạn ngắt cái dây com của công tắc cơ này ra. Thì cái này các bạn cũng ngắt nó ra như vậy. Thì các bạn nối đúng như thế thì là chúng ta sẽ sử dụng được các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy sau khi mà lắp xong này, nó chỉ có một cái công tắc rất chi là nhỏ xíu như này thôi. Và rất thẩm mỹ luôn, không hề xấu cái quạt của các bạn đâu nhá. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn là đầu tiên là mình sẽ bật ở cái chế độ mặc định của nhà sản xuất là cái số to nhất. Thì là mình sẽ để ở cái chế độ Y và mình sẽ bật từ số 3, số 2, số 1. Thì số 3 là số mạnh nhất. Đây, mình bật số 3 trước này. Thì các bạn nhìn thấy quạt là quay này. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng một cái đồng hồ. Đồng hồ để mình sẽ đo. Bây giờ mình đo tốc độ số 3 này. Đang là 1154 đi, 1154 vòng 1 phút này. Rồi bây giờ mình số 2 này. Số 2 thì nó sẽ chậm hơn. Thì các bạn nhìn thấy nó đang là 1086 vòng phút đi. Và số 1 nhá. Số 1 thì nó là bao nhiêu, là 969 vòng đi. Rồi bây giờ mình sẽ bật chuyển cái này sang cái chế độ chạy chậm này. Đấy là chữ O này, mình chuyển sang chữ O này. Và bây giờ mình sẽ bật số 3 này. Bật số 3 để xem cái tốc độ số 3 của cái chế độ này nó như thế nào các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy là số 3 này thì đang là 740 vòng 1 phút này. Bây giờ chuyển sang số 2 này. Chuyển sang số 2 này thì là đang 638 đi. Rồi số 1 này. Số 1 là bao nhiêu, là 537. Đây, 515 vòng 1 phút nhé. Thì các bạn nhìn thấy là rõ ràng là với chiếc quạt này, các bạn đã chế từ 3 cấp độ gió thành tới tận 6 cấp độ gió. Và đây là cái cấp độ gió chậm nhất. Và với cái tốc độ quay như thế này, nó vẫn thoang thoảng mát, nhưng đồng thời nó cũng không làm nóng động cơ các bạn nhé. Ok, mình cũng vừa mới chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn chế một chiếc quạt thông thường thành một chiếc quạt 6 cấp độ gió. Và chỉ mất của các bạn khoảng trên dưới 20.000 thôi. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.